Qua kéo chơi lâu năm mà muốn hay hơn á, chị đi cho em con mixer như thế này. Đó, bình thường là con mixer này chỉ đi với em Ly thôi, thì hôm nay là có thể sử dụng cho loa kéo được luôn. Con F4 hả mấy anh chị? Đây, đó. Anh chị đưa con này vào á, thì anh chị chỉ cần vặn thôi là anh chị đã thấy sự khác biệt rồi. Sự khác biệt ở đâu là ba cái nút này nè, là cái bass, cái trung và cái trep ha. Rồi, đó, bây giờ em sẽ kết nối luôn cho anh chị xem ngay ở trên đây luôn. Rất là nhanh và gọn lẹ. Anh chị đừng có sợ kết nối ở đây với em, tại vì là con này nó đơn giản nhất là có thể xài rồi. Nghe mixer, nghe nhiều nút là sợ rồi. Thì đây em đang cấp nguồn cho nó nè. Đó, cắm cái dây điện vào đây cho em. Đó, cắm vô cái ổ điện. Đây. Rồi, cắm vô, bật lên. Em đang cần, em phải cần một cọng dây như thế này, đầu hoa sen, ra hoa sen, để mình có thể là kết nối từ loa kéo đi vào mixer. Đó, anh chị nhìn cho em cái đầu mana như thế này cắm vào. Rồi, ở bên dưới thì anh chị cắm vào loa kéo cho em là cái cổng input ha. Đó, cũng là đỏ vào đỏ và trắng vào trắng luôn, y chang nhau. Rồi, ok, bây giờ anh chị chỉ cần chuyển chế độ này qua cho em. Đó, qua cái chế độ line ha. Đó, hoặc là AUX nếu như mà loa kéo của anh chị nó có những cái tên như vậy. Rồi, bây giờ em sẽ là kết nối Bluetooth thẳng vào con mixer nha, chứ không phải là kết nối Bluetooth vào con loa kéo hay mấy anh chị. Đây, lấy cái điện thoại ra cho em, hoặc là TV, hoặc là máy tính bảng gì đó nhà anh chị đang có thì cứ tới luôn cho em. Đó, bật lên là nó tự kết nối sẵn này, BT2 level audio này. Rồi, bây giờ em sẽ xào trẻ thử cái đoạn nhạc cho anh chị nghe, là em vặn bass chung chép nó đi không nha. Rồi, đây nè. Đây, lên nè, vặn cái volume ở trên loa kéo trước nha. Đó. Xong rồi, anh chị đẩy lên đây lên. Lên bass nè anh chị. Ngắt chép nè. Lên trung nè. Ngắt ở đây cũng được. Tại sao anh chị? Tại sao ngắt hai cái này nó sẽ xuống nhạc? Cái này là cái tổng của mic và của nhạc luôn. Còn cái này riêng không là của nhạc nè. Đó. Nếu anh chị hát karaoke thì mình chỉ cần đẩy cái này lên tổng, xong rồi anh chị đẩy thêm cái hai cái đường line hai bên nữa, anh chị có thể cắm mic có dây hoặc là mic không dây hai bên cái đường line này. Đó, có thể là cắm mic 48V vào mình có thể livestream thu âm được luôn. Đó, thấy đã không? Đó, loa kéo mà chơi lâu ngày lâu năm rồi mà bị xuống bass chung chép thì đi luôn. Đó, ngoài ra nó còn đi thèm thêm là đi kèm thêm là hai cái hiệu ứng vang delay và repeat nữa. Đó, thấy đã không? Anh chị sử dụng hiệu ứng vang ở trên đây kèm thêm hiệu ứng vang ở dưới loa kéo nữa thì hát karaoke nó còn nhẹ hơn nữa. Đó, bác nào muốn nâng cấp loa kéo nhà mình thì đi cho em cái bộ là mixer F4 này nha. Đó, anh chị nào cần thì cứ nhấp ngay vào cho em cái bên tay trái á.